Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước hiện có 708 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích trên 26.000 hecta và 168 mã số cơ sở đóng gói. Tuy nhiên, chỉ 52% vùng trồng và 47,6% cơ sở đóng gói được giám sát, với 187 mã số bị cảnh báo do vi phạm quy định, bao gồm 115 mã số vùng trồng và 72 mã số cơ sở đóng gói. Ngành nông nghiệp đang đặt mục tiêu tổ chức lại cơ cấu sản xuất sầu riêng gắn kết nông dân với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng sản phẩm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu các vùng trồng phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn để tránh tình trạng sản xuất tự phát, không kiểm soát. Các chuyên gia tại Viện cây ăn quả miền Nam khuyến cáo, việc cải tiến quy trình xử lý sau thu hoạch là cần thiết để nâng cao chất lượng sầu riêng xuất khẩu. Việc tuân thủ quy định về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sẽ giúp nâng cao uy tín và chất lượng sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế. Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 8 năm 2024, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt mức kỷ lục 536 triệu đô la, tăng 153% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 8 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu sầu riêng đạt 2,14 tỷ đô la tương đương với cả năm 2023. Trong 8 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của sầu riêng Việt Nam chiếm 91% thị phần với tổng giá trị 1,95 tỷ đô la tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Thái Lan, nước xuất khẩu sầu riêng lớn nhất thế giới, cũng đã nhập khẩu 101 triệu đô la sầu riêng từ Việt Nam, tăng 88% và đứng thứ hai về kim gạch nhập khẩu, chiếm gần 5% thị phần, bên cạnh Trung Quốc và Thái Lan. Các thị trường khác như Campuchia và Papua New Guinea ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Campuchia tăng 19 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,5 triệu đô la và đứng thứ 9 trong danh sách các thị trường lớn. Papua New Guinea đạt giá trị 17,5 triệu đô la tăng 216%, trở thành thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai. Nhật Bản, một thị trường cao cấp, cũng tăng trưởng mạnh với mức tăng 104%, đạt giá trị 3,7 triệu đô la và đứng thứ bảy trong top 10 nhà nhập khẩu sầu riêng lớn nhất của Việt Nam. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhận định rằng xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam dù đi sau Thái Lan hàng chục năm, nhưng tốc độ phát triển nhanh chóng có thể giúp Việt Nam bắt kịp Thái Lan trong vài năm tới. Dự kiến xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam có thể vượt 3 tỷ đô la trong năm 2024. Khảo sát trên thị trường nội địa, giá sầu riêng hôm nay tăng trở lại ở tất cả các loại. Cụ thể, giá sầu riêng RI6 loại đẹp tại miền Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ tăng lần lượt 6.000 đồng và 1.000 đồng kg lên 58.000 đến 65.000 đồng kg. Trong khi đó, giá sầu loại đẹp tại khu vực Tây Nguyên, sầu riêng mua sô cũng tăng 7.000 đến 9.000 đồng kg tại tất cả các khu vực lên 45.000 đến 54.000 đồng kg. Đối với sầu riêng thái loại đẹp, giá cũng tăng tới 9.000 đến 10.000 đồng kg lên 90.000 đến 100.000 đồng kg. Ngược lại, sầu thái mua xô giảm 5.000 đồng kg xuống 65.000 đến 70.000 đồng kg tại khu vực Tây Nam Bộ. Trong khi loại sầu này tại các khu vực còn lại không thay đổi, giá sầu riêng tại khu vực miền Tây Nam Bộ, giá sầu riêng RI6 đẹp lửa có giá từ 58.000 đến 65.000 đồng mỗi kg. Trị 6 xô có giá từ 45.000 đến 52.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái đẹp lựa có giá từ 90.000 đến 95.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái mua xô có giá từ 65.000 đến 70.000 đồng kg. Giá sầu riêng tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Giá sầu riêng RI6 đẹp lựa có giá từ 58.000 đến 59.000 đồng mỗi kg. Trị 6 xô có giá từ 45.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái đẹp lựa có giá từ 95.000 đến 98.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái mua so có giá từ 64.000 đến 70.000 đồng kg. Giá sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên. Giá sầu riêng RI6 đẹp lựa có giá từ 57.000 đến 59.000 đồng mỗi kg. RI6 xô so có giá từ 45.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái đẹp lựa có giá từ 94.000 đến 100.000 đồng mỗi kg, sầu riêng thái mua xô có giá từ 64.000 đến 70.000 đồng mỗi kg.